Chào mọi người đến cái video mới trên kênh. Thì hiện tại mình đang ở thị trấn Yên Thế. Thì hôm nay mình nghe mình có đi ăn sáng thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một quán ăn sáng tại Lục Yên mình. Một quán vừa khai trương rất là đẹp mọi người ạ. Và phở bò bát tá đấy. Mọi người nhìn trên video trên này này. À vâng. Thì cửa hàng mình có cái món gì nhỉ? Chị giới thiệu được không? Menu nhà mình là phở bát đá gồm có tái, bắp, lạm và đặc biệt. Đặc biệt là bao tiền chị nhỉ? Đặc biệt là 60k, gồm có 5 món. Đó là có tái, có bắp, có lạm và có gầu và có thêm tủy bò và trứng. Cái bát còn vừa tiền là bao tiền ạ? Bát vừa tiền bình dân nhất là 40k là tái. Là trong đó có gì nhỉ? Là có thịt thăn bò. Và còn bắp bò là 45.000. Thế chị cho em một hai anh em đi chị mà cho em một cái bát đặc biệt và một bát tái nhé, thì xem là rồi. Ok em, bàn số 3. Tâm chia sẻ quay một đoạn được không chị? Được. Để chắc anh đây là một không gian bếp ở trong nhà hàng mọi người nhé. Em chào chị nhé. Đã anh đang làm công phẫu đoạn gì đây anh? Đây là thịt gì? Mình ra thịt đây, bắp. Bắp bò thái và đặc biệt nhà mình là thái bằng máy. Không máy ạ? Vâng. Cái thịt bò là tươi chị? Bò tươi. Đây mọi người là sẽ quay cái công đoạn anh làm một chút này. Biết trong này là cái gì đây nhỉ? Anh chia sẻ được không? Đây là bát đá của mình. Đã được nung ở 1000 độ. Nung mọi người ạ. Và triệt hết cả các loại vi trùng và để bán rất là lâu. Đó là cái rất ngon đấy mọi người nhìn này. Đấy. Bát đặc biệt của ai đấy? Của bạn này. Của em, của em gọi từ bát đặc biệt. Sao phải nhỉ? Vừa mới khai trương thôi thì cô nhà chị nhỉ? Khai trương được một tuần rồi. Vừa là ở Lục Yên mình thì đây là cái cửa hàng đầu tiên mọi người ạ, gọi là xây dựng và có cái thương hiệu là bát đá. Em đi đó 14 tiếng đấy. 14 tiếng mọi người ạ. Bên dưới là có xương xương gì? 25 mỗi một nồi này là 25 xương bò. Đây. Cái này rất mỏng anh nhỉ, mà theo cái cỡ của mình được anh nhỉ. Đây thịt sống. Đây bát của các buổi sáng này rất là đông mọi người, là đây như thế này. Mình đến rất là sau đây. Đây tầm khoảng mình đến nhanh gần 100 bát mọi người ạ. Trong khách này thì chị có thể giới thiệu tên của mình được không? Tên là Vi Mai, Facebook là Vi Mai. Và nghề gia truyền của mình là nghề tráng bánh phở. Và đặc biệt là chỉ cung cấp duy nhất cho nhà hàng bát đá là bằng phở thái bằng tay. Nguyên liệu làm ra cái bánh phở này là gì vậy? Hoàn toàn 100% là nguyên liệu là gạo. Gạo gạo tươi nguyên chất. Rất là trắng mọi người này. Cái này thì buổi sáng nào hôm nào thì sáng mới làm đúng không ạ? Làm hết ngày đấy. Vâng. Là chỉ làm trong ngày thôi. Và đặc biệt phở tươi và phở sạch thì mình là không để được qua đêm. Cảm ơn chị. Mình thấy rất có sự khác biệt rất là lớn này mọi người này, vì mình đi ăn phở Lục Yên rất là nhiều rồi. Phở Lục Yên thì thường thì mọi người đã làm sáng sợ nhỏ nhỏ ấy. Cái này thì riêng cửa hàng theo mình nhận định là đây là tự buổi sáng mình tự làm. Để xong lại ra đây. Gọi là tuyệt trùng tương đối tuyệt đối rồi. Tuyệt đối luôn. Không có một cái cấn khung. Bình thường rượu mình ngâm nó đã sạch rồi, đã ngon rồi, bây giờ qua đây nữa thì quá đảm bảo. Đây mình sẽ dùng nhá. Đây một bạn có quỷ kia rồi. Thì anh gọi bốn mình cả. Món năm mời bạn nhá. Anh em mình đi đâu. Thì anh Quỳnh đây thì bát đặc biệt giới thiệu mọi người trên kênh của mình. Ngon bao phê luôn. Đây ạ. Đây mọi người này, anh vừa lọc ra đây anh nhỉ. Đây mọi người thấy cái sự khác biệt này. Và đây là rượu, đây là anh có qua cái máy lọc của anh. Thì bây giờ cái này này. Anh em mình với Quỳnh sẽ sử dụng nhá. Chân lên xin hai ly ạ. Cái này. Cái này là cái gì đấy ạ? Gầu. Đây. Chỉ bắt gầu. Và đây một trứng thì mình vừa đập rồi. Cái trứng thì đây. Vừa đập vào trứng nó sẽ chín, nó ăn mình đập trước vào một chút mọi người, một quả trứng đây. Đây là bát đặc biệt là 60k thôi, giá rất là hợp lý. Đây.
chúng ta dùng ở đây mình sẽ bỏ luôn là thịt nha mọi người, những cái thịt chủ quán thịt tươi này mà thái ra này. Đây, anh quay thịt nhá, thôi mình bỏ vào đi vì cái này thịt thì mình sẽ bỏ trước này, cái tái mình có thể bỏ sau mọi người ạ. Cái tái, cái thịt tái, cái này sống tươi thì mình bỏ vào đây. Đây mọi người này. Đấy. Một khi đã có cái nước rất nóng mà bây bỏ đây thì một tái luôn này. Mặc ớt ở trên quê mình này, bản mình ấy mọi người ạ, là ớt là hạt tiêu này, và hôm qua cũng có một chút cho là rau thơm mọi người để ăn kèm ấy. Xin mời mọi người nhá, mình sẽ ăn thử một chút đi. Chắc trứng anh bỏ vào trước rồi nhỉ? Mình sẽ thử miếng trứng nhá. Đây là trứng, giới thiệu các bạn, đây là trứng gà ta trên bản mình mọi người ạ. Sử dụng đi. Nóng quá. Rất là ngọt mọi người ạ, này lòng trứng vừa ngọt này, nóng lắm. Đây là đây rửa tái này, mình ăn nốt quả trứng này. Rất là ngọt, nước dùng rất là thơm các bạn ạ. Mình sẽ thử một miếng gầu, miếng thịt bò này nhá, thịt bò tươi này. Đây này mọi người này, vừa bỏ vào một chút thôi, đây đây tái thế này, ăn này đúng vừa luôn này. Rất ngon các bạn. Nếu mọi người về du lịch chuẩn bị đến về miền đất Ngọc ấy, thì về Lục Yên, huyện Lục Yên thì sẽ ghé qua cửa hàng phở Bát Đá nhá, tại thị trấn Yên Thế, sát bờ hồ Lục Yên. Đối diện bên kia là trường nội trú mọi người. Anh Quỳnh cái stand kia. Bên góc bên kia, bên kia kìa. Anh nhìn ra ngoài là đối trường trường nội trú của Lục Yên. Nội. Dạ. Vâng. Vâng, nhiều. Đây, mọi người mọi người thấy cái sợi phở rất là ngon mà, đây là trắng mọi người ăn rất ngon. Các mọi người ạ, mình không phải là mình đi quay là mình cứ nói điêu đâu, nhưng mà mọi người về trải nghiệm thực tế mới biết là cái chất lượng là rất tốt mọi người ạ. Chị cho em xin hai ly rượu với, quên mất lúc đấy đang quay rượu mà, để thưởng thức rượu với rượu, và rượu này xem có khác sự khác biệt không. Mình đây, nếu mà đổ hết cái khay này và cái thịt đây đầy luôn, gọi đầy cái bát. Nếu mà biết ăn vừa tầm ấy thì ăn cái bát 40k ấy mọi người ạ, thì sẽ buổi sáng sẽ hợp lý hơn, vì ví dụ mà ăn buổi này rồi ăn buổi trưa rồi. Xin chào quý khách nha. Thôi mà chị uống giao lưu em một ly. Ok. Sáng nay là chị chưa ăn sáng gì đâu, chỉ ăn sáng kem đánh răng thôi. Sau đó là phục vụ quý khách ăn một ly, là 10 bàn này là 10, gần 10 ly rồi. Xin mời mọi người nhé, mình sẽ uống giao lưu với chủ quán một ly. Mình rất là đói, bình thường mà đói mà uống rượu thì rất là nhanh say. Nhưng đặc biệt rượu của nhà mình đã được lọc, đã được khử. Thì uống là 10 chén thôi nhưng mà chưa thấy chúc say. Chúc mừng bà chủ nha, đông khách nha. Rượu ngọt, được đấy, ngọt phải đấy. Êm, rất là êm, nó không bị sốc. Đấy là kể cả là rượu vừa mới nấu xong. Nhà hàng mình đặc biệt là khi mà mọi người mà có cỗ bàn ấy mà rượu vừa nấu xong ấy thì có thể mang ra đây là mình lọc thuê cho mọi người. Là 40.000 một cái sách 20 lít đó. Cái đấy có làm thêm thôi, nhưng thì nhà là mình để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng mà. Đấy, mình sẽ lọc cho mọi người. Còn nếu mà bạn là khách VIP của nhà mình, mình có thể lọc miễn phí cho bạn. Em cảm ơn chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Em hết rồi. Ăn đi. Anh em phở thì vừa để ăn no quá. Vâng, mình sẽ được đặc biệt khoan hết mọi người ạ. Mình xa cho anh Kinh một chút. Đây, mình sẽ bỏ hết vào đây nhá. Một chút nữa là cũng khoan hết đây. Vì là chủ quán làm rất là ngon mọi người ạ, nên không thể lãng phí được. Em mình sẽ uống một ly rượu nữa mọi người.